Xiaomi Redmi Note 4X chỉ 2.950.000, vô địch trong tầm giá. Xin chào anh em, chúng ta lại gặp nhau trong số trả lời comment thứ 79. Như mình đã có nói trong các số lần trước, thì bạn nào có comment được nhiều like nhất thì mình sẽ được cho lên sóng số lần này. Và bạn được lên sóng số lần này là bạn Phúc Vũ. S6S với iPhone 6 xét về mọi mặt. Xét về mọi mặt thì đầu tiên mình sẽ nói đến phần thiết kế trước. Thiết kế thì mình sẽ đánh giá cao với chiếc S6S hơn. Nó mang một cái nét đột phá hoàn toàn của Samsung. Có hai mặt trước sau kính này, hai bên xung quanh thì được vát cong trông rất là sexy. Tiếp theo là về hiệu năng. Hiệu năng mình cũng đánh giá cao cái hiệu năng của S6S hơn. Camera S6S cũng cho chất lượng tốt hơn. Ngoại trừ một điểm là có thời lượng pin của cả hai máy này đều rất là thấp. Thì chung quy lại mình nghĩ là bạn nên chọn chiếc S6S. Anh ơi, 4 triệu thì mua máy nào chơi game cực nặng, bền và pin trâu, lướt ghép tốt, YouTube. Em không thích hệ điều hành iOS, màn khoảng 5 inch. Với những cái nhu cầu của bạn như là một hiệu năng tốt này, một thời lượng pin trâu và một màn hình khoảng độ dưới 5 inch thì theo mình là bạn nên tìm đến một số sản phẩm compact của Sony như là chiếc Sony Z3 compact hoặc là Z5 compact. Tuy nhiên là những chiếc máy này bây giờ cũng khá là khó tìm và khá là khó để mua. Thì với tầm giá khoảng 4 triệu thì bạn có thể chọn qua chiếc Samsung S6. Nó chỉ có một điểm yếu là pin của S6 hơi yếu thôi, còn lại thì mọi nhu cầu của bạn đáp ứng rất là tốt. Và bạn có thể mua thêm cái sạc dự phòng thì dùng sẽ là tốt nhất. Tầm 4 triệu thì mua máy gì ngon, ưu tiên camera selfie và khả năng chơi game nặng. Mình đánh giá là với mức giá khoảng dưới 4 triệu thì chiếc LG G5 nó sẽ cho cái cấu hình cực kỳ tốt, gần như là tốt nhất trong tầm giá. Chip 820 này, 4GB RAM. Hơn nữa là camera của nó rất là đỉnh, bạn thoải mái có thể selfie cũng như là chụp ảnh camera sau. Anh Trâm hỏi, em vào thế giới di động mua Xiaomi Redmi Note 4X thì bảo là tin đồn chưa có hàng, vậy là sao? Thật ra thì theo mình nghĩ là các bạn ở bên thế giới di động các bạn ấy hơi nhầm một chút. Cái bản Redmi Note 4X nó chính là Redmi Note 4 bản chính hãng. Còn các bạn ấy nghe Note 4X có vẻ là hơi tên hơi lạ cho nên là không biết thôi. 6 Plus có chiến lược game nặng không anh? Cứ mấy năm nữa thì giật lag. Với chiếc iPhone 6 Plus thì mình đánh giá là cấu hình của nó vẫn khá là tốt, có thể chơi game nặng ở mức khá. Còn tầm mấy năm nữa giật thì theo mình thì sau khi lên iOS 11 thì nó sẽ bắt đầu chậm hơn và sẽ có hiện tượng giật lag. Anh Trâm hỏi Mango có giao hàng toàn quốc không anh? Bên Mango chúng mình thì có giao hàng toàn quốc bạn nhé. Và để có thể được tư vấn mua hàng tận tình nhất thì các bạn hãy liên hệ theo số hotline đó là 098-235-1080 ở bên này này. Trâm hỏi Zenfone Lite hay là Xiaomi Redmi 4X? Bạn nên lựa chọn cái chiếc Redmi 4X nhé. Bởi vì là cái chiếc Zenfone Lite thực sự là nó là một cái chiếc máy đã được sản xuất từ năm ngoái rồi và nó chỉ mang về Việt Nam và bán lại thôi. Bạn có thể nhìn thấy cấu hình của nó là dùng chip 400 và đây là một con chip cũng khá là cũ rồi. Nó sẽ không mạnh bằng con chip 425 trên chiếc Redmi 4X. Khoảng 10 triệu thì em nên mua laptop 14 inch nào? Em là sinh viên, nhu cầu là đánh văn bản với xem YouTube. Với khoảng giá 10 triệu và bạn cần mua một chiếc laptop thì mình nghĩ là trong tầm giá này bạn nên chọn một những chiếc máy đến từ Acer. Và mình cũng có tìm hiểu được một chiếc máy cũng khá là tốt trong cái tầm giá 10 triệu. Đó là chiếc Acer X451. Thì cấu hình nó cũng khá là tốt, chip i5 này, RAM 4GB. Thì các bạn có thể thoải mái đánh văn bản cũng như là xem YouTube hoặc là chơi một vài game nhẹ, vẫn có thể chơi game được. Laptop Asus dòng nào xài cạc VGA của NVIDIA mà giá rẻ thế anh? Đối với các dòng laptop của Asus thì khoảng độ 9 triệu trở lên là các bạn đã có thể chọn được những cái chiếc cạc đồ họa kèm theo laptop rồi. Tuy nhiên là các bạn cũng cần phải căn cứ vào cái nhu cầu của mình sử dụng là gì. Các bạn cần chơi game hay là chỉ cần sử dụng bình thường thôi, hay là cần thiết kế đồ họa thì sẽ tùy nhu cầu của mình để chọn chiếc máy phù hợp nhất. Thì bạn có thể comment thêm nhu cầu của bạn là gì và mức giá là bao nhiêu thì mình có thể tư vấn cho bạn tốt nhất được. Anh ơi, 2 triệu thì mua điện thoại gì tốt? Với 2 triệu thì đối với máy mới thì bạn có thể chọn chiếc Z3 Pro này hoặc là chiếc Redmi 4X, Redmi 4A. Còn đối với máy cũ thì có một chiếc máy rất tốt mới giảm giá thôi, đó là chiếc iPhone 5 S Lock. Nó chỉ có giá khoảng độ 1.9 triệu. Cấu hình có thể thoải mái sử dụng chơi game cũng được. Em đang sử dụng Oppo Neo 7 thì nên đổi sang điện thoại gì để chơi game tầm giá 6 triệu? Với 6 triệu thì bạn có rất nhiều sự lựa chọn tốt như là chiếc Samsung S7 hoặc là chiếc Note 5. Nó cho cấu hình rất là tốt và chơi game thoải mái. Anh ơi, em có 3 triệu trở xuống thì mua điện thoại nào của Oppo để chiến Liên Quân và pin trâu cam tốt? Thật sự mà nói thì với tầm 3 triệu trở xuống, các bạn không thể nào chọn được một chiếc máy của Oppo mà có cấu hình tốt để chơi Liên Quân được. Anh ơi, pin em bị phồng lên thì có sợ nổ không anh? Em sợ quá, có cái nào khắc phục không anh? Nếu như là pin của bạn đã bị phồng rồi ấy, thì hãy ngay lập tức đi thay cho mình một cục pin khác, bởi vì là nó sẽ rất là dễ bị nổ. Hơn nữa là pin phồng nó sẽ ảnh hưởng đến màn hình, kênh màn hoặc là bị liệt cảm ứng. Có điện thoại gì 2-3 triệu mà màn hình cong 3D không anh? Có bạn ạ, theo mình thì bạn đợi tầm 2 năm nữa thì chiếc S6S nó sẽ giảm giá xuống khoảng 3 triệu là có màn hình cong 3D rồi. Sinh viên thì mua laptop chạy Windows hay là MacBook với anh? Và ai trưởng? Ông sinh viên sông giàu đấy. MacBook thì tối thiểu MacBook Air cũng hơn 20 triệu rồi. Còn Windows thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà sinh viên thì mình có tiền, mình có điều kiện, cứ mua thôi, không phải nghĩ. Chơi. Điện thoại em không chơi game, để không tại sao vẫn mất 1-2% pin vậy anh?
điện thoại của bạn tuy là không chơi game ấy, tuy nhiên là nó vẫn sẽ phải chạy ngầm một số các tác vụ như là app của Facebook này, Messenger này. Ngoài ra là nó không phải bắt sóng của điện thoại như là sóng 3G nữa, thì những cái đấy sẽ gây ảnh hưởng đến thời lượng pin. Anh ơi, điện thoại với dàn PC thì nên mua cái nào? Thật ra thì mua cái nào nó phải tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Bạn có điện thoại rồi thì mua PC, còn nếu mà có dàn PC ngon rồi thì mua điện thoại. Còn theo mình thì mình sẽ mua dàn PC vì mình chưa có dàn PC nào cả. Ngoài điện thoại của hãng Sơn Tùng thì còn điện thoại nào selfie đẹp không anh? Để selfie thì ngoài điện thoại của sếp ra, mình sẽ chọn Vivo hiệu ứng ánh trăng. Được chở sáng bởi hiệu ứng ánh trăng. Hiện tại có thể làm gì để iPhone 6s lag không anh? Rất đơn giản nhá, bạn cầm nhật chiếc iPhone 6s lên cái hệ điều hành là iOS 11 beta, sau đó là tải game về chơi cho mình, đảm bảo lag tung đầu luôn. Nên chọn Xiaomi Note 4 hay là Note 4X? Thật ra thì câu hỏi này mình cũng đã có trả lời rồi. Cá nhân mình thì mình sẽ thích cái chiếc Note 4X hơn, bởi vì là nó dùng cái con chip đến từ Qualcomm, được tối ưu game ứng dụng hơn. Anh Trâm hỏi, tại sao mọi người hay là các reviewer hay đem iPhone ra để so sánh là chuẩn mực, các hãng khác thì sao? Thật ra thì cái việc này cũng khá là dễ hiểu, bởi vì là từ trước đến nay iPhone vẫn luôn hoàn thành tốt khá là nhiều mặt, từ màn hình này, camera này, bộ nhớ hay là tất cả mọi thứ phần mềm. Bạn thấy là nó hoàn thiện khá là nhiều mặt, cái hệ sinh thái rất là tốt, cho nên là không chỉ là các reviewer mà hay là người dùng cũng đều đem cái iPhone ra làm chuẩn mực cả. So sánh về hiệu năng thì liệu có điện thoại nào vượt qua Nokia 1280 không anh? Với mình thì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một chiếc điện thoại nào vượt qua được 1280 cả. Nó quá thần thánh, quá nhanh, quá nguy hiểm, fast and furious. Vậy là vừa rồi thì mình đã trả lời câu hỏi các bạn trong video lần trước. Và nếu như là các bạn có bất cứ câu hỏi gì hay là thắc mắc nào ấy, hãy comment ở ngay phía bên dưới nhé. Và đừng quên là bạn nào có được comment nhiều like nhất và nhiều tương tác nhất thì sẽ được lên sóng số lần tới. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Lần này bye thật đấy. Bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng như nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.